Hôm nay mình sẽ cười trứng. Đây là một trứng trong mắt bạn. Bây giờ các bạn muốn màu gì? Mình có màu xanh, màu hồng, màu cam. Bây giờ mình sẽ biến nha, màu xanh nha. Màu xanh. Oh yeah, màu xanh. Hình như cái này nó có đèn các bạn ơi. Sáng rồi. Sẽ là hình như mình không biết. Đây là một cam, có một con thể. Bây giờ mình sẽ khui nó ra. Và đây là một cam chứ. Không, mời ba nữa chứ. Mình phải mời ba của mình luôn lên sáng mình. Bây giờ mình sẽ biến ba đây nha. Ở ba ba ơi, chứ thiên rồi chứ hấu qua bên kia rồi. Vậy hấu chúng ta mới 2 tuổi thôi. Hôm nay chúng ta sẽ chơi trứng. Giấu ngồi hôm nay, giấu ngồi hôm nay. Rồi ngồi xuống. Hôm nay chúng ta sẽ chơi các trứng thầy. Bây giờ chị hấu chọn một màu đây, chị hấu thích màu nào, hoa tươi nè. Màu xanh đúng không? Ê, thiền đất tay. Từ từ để đụng tay con. Con ba đặt xanh rồi con mở ra. Mình phải đặt cái tiểu tay lại để nó có cái tên như vậy. Ủa sao ba lại? Bốn một cái nó sẽ vỡ ra nha. Rồi. Wow. Trong đây có một khủng long này các bạn ơi. Khủng long. Một chú khủng long màu cam và một chú khủng long màu vàng. Đây tháo một khủng long nè. Vậy trong đây có kiểu. Ba cái này nè. Đây là cái viên này mình nhỏ nó sẽ sáng. Mình đặt mạnh nó mới sáng. Mình đặt xuống nên nó mới sáng nha. Đó, mình đặt xuống là nó sáng. Trong đây còn chả có kẹo nữa nè các bạn. Đó, nè. Nè ba. Ba thích màu gì? Màu hồng nè. Wow, có kẹo bốn mùa luôn. Kẹo này ăn ngon lắm nha, mình sẽ ăn thử nè. Có thể ăn viện dâu. Đây là viện nho. Nó sáng rồi. Đấu lập đi. Tập vô. Ủa ba. Tập vô. Nè. Rồi. Ba. Ê, cái màu trắng nè. Nó giống cái màu trắng nè. Ngon. Hôm nay có mấy tấm kẹo nha. Hai rồi đúng không? Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Mười tấm kẹo. Một trái banh. Hai cái hình nhỏ xíu. Bỏ trong một cái trứng bự như vậy bán 60 ngàn. 60 ngàn. 64 60 ngàn đó. Mình mua trong cái tiệm bánh kem. Nói chung bán rất là mắc, mắc tiền. Hay mua ở ngoài thì rẻ nha. Thôi giấu, giấu qua đây rồi, giấu qua. Giấu qua đây rồi. Bây giờ mình sẽ coi trứng màu hồng nha các bạn. Các bạn giấu qua đây ngồi đi ba lậu. Đi qua đây ngồi rồi ba lậu. Quanh kia ngồi ba lậu. Qua ngồi với chị hai. Nha. Qua đây ngồi ba lậu kẹo. À rồi đó. Dấu chúng ta mới 2 tuổi rồi, hôm nay sinh nhật dì Hấu. Cho đây tặng cho Dấu bao quả trứng. Kẹo. Đây kẹo. Nhỏ ai để ba đút. Ba con. Kẹo súng răng. Ba con rửa. Con rửa sạch sai đường rồi. Để ba đặt cho con đặt cho nó tán hình ra luôn á. Con lỡ rạch sai đường rồi bà. Đúng mình con thủy. Rồi. Xong. Tiếp theo là một hình màu hồng. Yeah. Mỗi cái là nó có cái. Một con khủng long bự luôn. Một con khủng long bự luôn nè. Hình như là mỗi cái là đựng mỗi tháng đúng không bà? Khủng long bự nè. Đúng không bà? Ba
là kẹo. Để mà cắt ra lấy cái thùng lòng mà. À, cái này có một bịch kẹo wow, luôn. Chỉ có 5 tấm kẹo thôi. Này đẹp, dễ thương. Tấm hũ màu hồng. Còn nữa không? Không. Không lông, không lông nhỏ cắn khủng long bự. Hê hê. Đứt tay, đứt tay. Em. Rồi, tới chỗ của con rồi đó. Rồi, chuẩn bị. Em. Một. À, để hai. Để gì không tách thử coi. Không tách coi được à. Này, giờ tách cái này ra đi, mở ra, mở. Mở. Không, mở cái này nè, mở khúc lăng này nè. Mở ra, mở ra, mở ra. Okay.
luôn á. Kẹo. Kẹo hả? Ba không dám ở trên nữa. Wow, vô tay ăn luôn đi. Dạ. Ba kể vô nhã rồi nè ba. Ủa sao vậy? Rồi xong rồi. Rồi như vậy là chúng ta đã xong. Hẹn gặp lại các bạn video clip sau nha. Nếu các bạn cảm thấy vui vẻ thì bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh cho Tina và Dư Hấu. Bye bye.